Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nấu món súp hoành thánh. Để nấu cái món này thì mình chuẩn bị đây là núi rau củ nè các bạn. Núi rau củ này mình dùng khoảng nửa bịch thôi, mà tùy các bạn nhé, nếu mà các bạn thích ăn nhiều thì mình dùng nhiều hơn. Và các bạn có thể dùng các loại nuôi mà mình thích nha, không nhất thiết là các bạn dùng cái loại nuôi giống mình. Và mình dùng một củ cải trắng, hai củ cải cà rốt và vài củ hành tím. Và đây là nấm hương. Phần nấm hương này thì mình dùng 30g. Và mình đổ nước vô mình ngâm để cho nó nở mềm ra đó. Và nấm mèo nè các bạn. Nấm mèo thì mình dùng một tay nấm mèo nhỏ như thế này là 5g. Và mình cũng ngâm cho nó nở ra nữa. Và bột ngọt thì mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê và 3 muỗng cà phê hạt nêm, một ít muối và một muỗng cà phê nước mắm. Tiêu thì mình sẽ dùng một ít, khi ăn thì mình sẽ rắc vô đấy các bạn. Và đây là bột mì mình dùng 200g. Còn bột mì thì mình dùng để làm cái vỏ hành thánh đấy. Nhưng mà các bạn ở nhà mình không làm á, thì các bạn có thể ra ngoài chợ mình mua cái miếng hành thánh mà người ta đã làm sẵn về làm cũng được. Và mình dùng 2 quả trứng gà. Đây là thịt heo xay mình dùng 150g. Giá thì mình dùng để ăn kèm đó. Thì tùy các bạn, nếu mà các bạn ăn nhiều thì mình dùng nhiều, còn ít thì mình dùng ít. Và mình dùng vài cọng ngò rí nè. Lá hẹ nữa, mình dùng vài cọng nữa. Và đây là cái phần xương heo này các bạn. Phần xương heo thì mình dùng nửa ký. Và đây là cái phần thịt, thịt nạc đấy các bạn, mình dùng khoảng 300g. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình bắt lên bếp một nồi nước sôi. Sau đó mình sẽ cho phần xương và thịt vô để mình trụng sơ qua. Ngâm nước nha. Mình trụng sơ qua khoảng chừng 1 phút rồi mình vớt ra, mình rửa sạch lại với nước lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Tiếp theo là mình bắt lên bếp khoảng 1 lít rưỡi nước. Sau đó mình sẽ cho cái phần xương và thịt mà mình đã rửa rồi, mình bỏ vô. Rồi các bạn mở bếp lên nha. Sau đó mình lại nắp lại để mình hầm phần xương với thịt này cho nó chín mềm. Rồi trong thời gian mà mình hầm xương ấy, thì mình sẽ bào củ hành tím màu mỏng như thế này. Rồi chút nữa mình lấy một mớ ra mình băm nhuyễn nha các bạn. Và tiếp theo là mình sẽ xắt củ cải trắng và củ cải cà rốt. Cái củ cải trắng này thì mình sẽ tỉa hình cái bông hoa nhìn cho nó đẹp á. Các bạn tách 4 đường ở trên cái củ cải này nè. Thì cái mình cắt khoanh tròn ra là nó sẽ ra hình cái hoa liền. Rất là đơn giản luôn. Để mình cắt ra cho các bạn cùng xem nha. Đây mình được hình cái cánh hoa rồi nè. À, tiếp tục là mình sẽ sắt cho đến khi nào hết nha. Các bạn sắt cái độ dày vừa thôi, giống như là các bạn sắt ở nhà mình hay nấu canh gì đó. Cái độ dày khoảng 0,5cm là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho củ cải cà rốt vô trong cái nồi nước hầm xương với thịt luôn nhé. Vì củ cải cà rốt đó, nó rất là lâu chín cho nên là mình sẽ cho vô trước. Rồi mình sẽ để nắp lại. Và phần củ hành tím này thì mình sẽ băm nhuyễn. Mình nhẹ một ít thôi để mình ướp vô phần thịt xay á. Và nấm mèo thì mình cũng sẽ sắc nhuyễn luôn. Các bạn ngâm cho nó nở ra rồi cái mình rửa sạch lại với nước lạnh. Rồi mình sẽ cho vô thêm một cọng hành lá nữa. Hành lá này mình sắc nhuyễn để mình ướp với lại thịt bằm á. Mình sắc thêm vài cọng giá nữa nè. Mình sắc khúc nhỏ nhỏ. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp cái phần thịt bằm này. Và mình sẽ cho củ hành tím nè, hành lá, giá và nấm mèo vô. Tiếp theo là mình sẽ cho vô nửa muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và mình cho vô một muỗng cà phê nước mắm, rắc vô thêm một ít tiêu nữa. Và sau đó mình sẽ trộn đều lên. Khi mà mình đã trộn đều xong hết rồi thì mình sẽ ướp thịt khoảng 30 phút. Mình sẽ làm cái phần vỏ hành thánh. Mình đập ra ngoài chén 2 quả trứng gà rồi. Sau đó mình sẽ đánh đều lên. Mình sẽ cho một ít muối vô trong cái tô bột mì và mình trộn đều lên. Sau khi trộn đều là mình khoét một cái lỗ ở giữa như thế này. Rồi mình chế trứng vô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn từ từ lên.
đều lên, sau đó mình sẽ nhồi bột. Nhồi bột cho thật là mịn. Nếu mà ở nhà các bạn có cái máy nhồi bột á, các bạn có thể để vô cái máy rồi mình nhồi luôn nhé, mình khỏi cần nhồi bằng tay. Và bây giờ mình sẽ cho bột ra ngoài một cái mặt bàn phẳng như thế này để mình nhồi cho dễ đó. Khi mình đã nhồi bột xong rồi thì mình sẽ dùng cái bọc thực phẩm, mình bọc cái tô lại, mình để cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Rồi quay trở lại với lại cái nồi nước hầm xương với thịt của mình á. Bây giờ mình nấu cũng được khoảng 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nấm hương vô. Nấm hương các bạn ngâm rồi các bạn rửa sạch á. Và mình sẽ đậy nắp lại tiếp. Mình nấu khoảng 10 phút rồi sau đó mình sẽ cho phần củ cải trắng vô. À, nãy giờ mình nấu được 10 phút rồi đó các bạn. Sau đó mình sẽ cho củ cải trắng vô. À, mình đậy nắp lại và nấu cho đến khi nào cái phần củ cải của mình nó chín mềm là được. Phần củ cải đã chín mềm rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm nếm nhé. Mình sẽ cho phần hạt nêm và bột ngọt vô hết luôn. Và mình khuấy nhẹ để cho cái phần gia vị này nó tan đều ra. Rồi sau đó các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn. Tiếp theo là mình sẽ phi củ hành tím. Bây giờ mình cho dầu ăn vô chảo. Đợi cho dầu nóng lên thì mình sẽ cho hành tím vô để mình phi cho thật là vàng thơm. Hành tím mình phi vàng vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Rồi mình bắt lên bếp một nồi nước sôi. Sau đó mình sẽ cho vô một ít dầu ăn. Mình cho dầu ăn vô nước sôi như thế này để khi mà mình luộc cái phần nuôi á các bạn, nó không có bị dính. Phần nuôi trước khi luộc á thì các bạn nên ngâm qua nước khoảng chừng 1 tiếng nhé. Để cho nó nở mềm ra đó, khi mà mình nấu thì nó sẽ rất là nhanh. Các bạn nhớ đảo đều lên nha, để thôi cái phần nuôi của mình nó bị dính ở dưới đáy nồi á và nó dễ bị khét lắm. Mình luộc cho đến khi nào cái phần nuôi của mình nó chín mềm là được. Các bạn nhìn này rất là nhiều màu sắc luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra và mình để cho thật là ráo nước. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra mặt bàn một ít bột mì. Đây là cái phần bột áo nhé. Rồi sau đó mình sẽ thoa bột đều ra. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cục bột vô. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cán bột nhé. Các bạn thoa lên cái mặt bột là một lớp bột áo. Mình cán cho bột thật là mỏng ra. À, trong lúc cán thì các bạn thấy cái phần bột của mình nè. Khi mình cán ra cái nó hơi co lại, nó dùng lại gì đó. Nhưng mà các bạn cứ cán đậy nha. Đậy giãn nó ra như thế này. Cán cho bột càng mỏng càng tốt nhé. Rồi sau khi mà mình đã cán bột cho thật là mỏng rồi, bây giờ mình sẽ cắt bột ra. Mình cắt thành cái hình vuông giống như là cái miếng hình thánh ở ngoài người ta bán vậy đó các bạn. Hoặc là các bạn có thể cắt thành hình tròn cũng được. Nếu mà cắt bằng hình tròn các bạn nên dùng cái chén mình úp xuống. Mình làm cái khuôn các bạn để cho nó đều á. Đây thì mình sẽ cắt thành hình vuông. Nếu mà các bạn muốn cắt cho nó chính xác các bạn có thể dùng thước để mình đo. Rồi đây mình được những cái miếng hình thánh rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gói hành thánh nha. Mình lấy một miếng hành thánh nha. Sau đó mình sẽ cho vô một miếng thịt. Rồi mình túm lại. Mình túm lại như vậy là được rồi nè các bạn. Và các bạn có thể xếp bất cứ cái hình nào mà các bạn yêu thích. Chỉ mình xếp thử cái hình dài như vậy nha. Các bạn bóp lại, bóp chặt lại. Những cái món nói thì nó dính lại với nhau để cái phần nhân của mình nó không có bị hở ra. Như vậy nè các bạn, rất là đơn giản luôn. Tương tự thì mình sẽ gói cho đến khi nào hết. Rồi mình bắt lên bếp một chảo dầu. Dầu đã nóng, bây giờ mình sẽ cho hành thánh vô để mình chiên. Lúc chiên thì mình sẽ chiên với lửa vừa thôi cho cái miếng hành thánh của mình nó chín tới cái phần nhân luôn. Rồi mình sẽ chiên cho đến khi nào cái phần hành thánh của mình nó chín vàng đều hết là được. Hành thánh thì các bạn có thể chiên hoặc là hấp cách thể đều được. Bạn nào thích ăn giòn thì các bạn có thể chiên, còn không thì các bạn có thể hấp cách thủy ăn đều ngon nhé. Rồi miếng hành thánh của mình đã chín vàng đều rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp ra và để vô giấy thấm dầu. Các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình chỉ việc cho ra tô rồi mình bắt đầu ăn thôi. Mình cho giá hẹ với lại nuôi vô. Rồi sau đó mình sẽ chan cái nước súp luôn nha. Như vậy là mình đã làm xong cái món súp hoành thánh thôi. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Nếm thử cái miếng nước nha.
và nước dùng rất là ngọt luôn á các bạn. Mình ăn miếng nui nha. Đây, cái nui này nó màu hồng là của củ dền đó các bạn. Nui này ăn nó rất là mềm. Đây, để mình ăn một phần nấm nè. Ăn cái món này các bạn nhớ cho nấm hương vô nha. Nấm hương ăn nó rất là ngọt. Cái miếng này mình ăn với lại tương ớt nha các bạn, chấm với lại tương ớt. Cái phần nhân đó các bạn, như mình ăn có nấm mèo, ăn sần sật luôn á. Và thịt thì rất là ngọt. Còn cái vỏ hành thánh thì mình ăn nó béo béo nè, nó giòn giòn nữa. Thịt này mình chấm với tương ớt luôn. Nếu mà các bạn không thích chấm tương ớt, các bạn có thể chấm với nước mắm hoặc nước tương cũng được. Nước dùng này mình hầm bằng xương các bạn, cho nên là cái nước nó rất là ngọt. Và vị ngọt của củ cải nữa. Và các bạn ơi, video làm món súp hoành thánh của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nè, và ăn ngon miệng nữa. Còn nếu các bạn mà có yêu thích cái món ăn của mình thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nhớ nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!